Việt Nam hôm nay sẽ tiếp tục với những thông tin về thời tiết. Ở Hà Nội thì mới có mưa nhỏ thôi, thế nên là trưa và chiều nay thời tiết rất là oi bức. Anh Quốc Sáng, không biết là ở khu vực miền Bắc thì nơi nào đã có mưa to rồi anh? Vâng, đến chiều nay thì khu vực Yên Bái, Tuyên Quang, Bắc Cạn, Quảng Ninh và Đồng bằng Bắc Bộ nhiều nơi đã có mưa to. Tương ứng với các vùng có độ phản hồi màu cam trên ảnh radar này, quý vị có thể theo dõi. Tại Thái Bình thì mưa to hơn một tiếng đã gây ngập úng cục bộ. Dự báo là rãnh thấp vắt qua khu vực Bắc Bộ sẽ tiếp tục hoạt động mạnh trong tối nay và ngày mai. Do đó mưa dông xảy ra trên diện rộng, trong đó khu vực Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa. Cảnh báo có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến là từ 40 đến 70mm và có những nơi mưa to trên 150mm. Mưa lớn có nguy cơ gây ra lũ quét, sạt lở ở các sườn đồi núi và khe sông suối. Các khu vực trũng thấp và các đô thị thì cần đề phòng mưa lớn với cường độ trong một thời gian ngắn có khả năng gây ra ngập úng. Trong cơn dông cũng cần đề phòng các hiện tượng sấm sét và gió giật mạnh kèm theo. Còn với khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên thì ngày mai mưa chủ yếu là vào chiều tối, còn ban ngày ở khu vực này thì vẫn có nắng, nhiệt độ cao nhất từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết cũng như Kon Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuột phổ biến trong khoảng là 27 cho đến 34 độ C. Ở khu vực Nam Bộ thì đã vào mùa mưa, ngày mai mưa tiếp tục xảy ra vào buổi chiều, còn từ sáng đến trưa trời nắng, nắng nóng cục bộ xảy ra ở khu vực miền Đông như tại thành phố Hồ Chí Minh, Biên Hòa, Thủ Dầu Một 35 độ C. Còn lại các nơi khác nhiệt độ phổ biến sẽ là từ 32 đến 34 độ C. Tiếp theo sẽ là phần dự báo thời tiết cho một số thành phố trong 2 ngày đầu tuần. Thủ đô Hà Nội mưa chủ yếu trong đêm nay đến sáng mai, từ trưa chiều mai đến thứ ba trời tạnh ráo có nắng, ngày mai nhiệt độ buổi trưa khoảng 32 độ C, đến thứ ba tăng lên 34 độ C trời nóng. Tại thành phố Đà Nẵng 2 ngày đầu tuần đều có mưa về chiều tối, buổi trưa trời nắng, nhiệt độ cao nhất khoảng 32 đến 33 độ C. Tại thành phố Hồ Chí Minh thì nắng nóng xảy ra nốt ngày mai, mức nhiệt 35 độ C. Đến thứ ba, nắng nóng chấm dứt, nhiệt độ hạ xuống còn 32 độ C, thời tiết dễ chịu hơn.